nhà đất trời Củ Chi. Kính chào bà con, cô bác, anh chị gần xa. Thì hôm nay có lời mời mình đặt chân ở ấp 1 thuộc về là xã Phước Vĩnh An, địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay tiếp tục mình cũng xin chia sẻ gửi đến bà con chị tham khảo một mảnh đất chánh hướng đông, diện tích 89m, đất ở 100% nha. Lô này chức năng khu dân cư hiện hữu nha anh chị mạch. Thì trước màn ảnh bà con anh chị, đây là một cái quãng đường đất nè. Đường này rộng bề ngang 4m, từ vị trí này chạy thẳng một phát một cỡ tầm 200m thì ra ở đường Nguyễn Thị Lấn ha. Ra đó anh chị quẹo trái ra ấp 1, quẹo mặt xuống ở từ Phú Lợi ha. Ở đây làm là chỉ rõ đường đi, công khai giá bán ha. Dân cư ở đây tập trung khá đông nha bà con anh chị. Đây, đây lô đất trống nè, nhà hàng xóm nè. Thì cái lô đất này mình giới thiệu bà con anh chị là đường thông hai hướng ha. Một hướng sẽ thông ra ở ngay đường 89 là ra ngay quán Hoa Sứ luôn, ra đường tỉnh lộ 2, ra đường Suối Lội đồ luôn ha. Nói chung là đường thông tứ lung tung. Đây lô đất nè, đây nhà hàng xóm ha. Khu vực này mã màu không có nha anh chị, bao bà con anh chị nè. Đây dân cư nè. Thì cái hướng ngược lại đây nè, anh chị mình chạy nè, cỡ tầm 100m nè, ra ngay đường tuyến đường bê tông nè. Ra đó là đường đi tứ lung tung ha. Đây một cái lô đất nè, nhà hàng xóm nè. Thì mình sẽ mời tất cả bà con anh chị nhấn chút thời gian để theo dõi màn hình, đi bộ cùng với mình để khảo sát khu vực này coi như thế nào, ra sao đường đi lối bước ha. Đây dân cư nè bà con anh chị, bên kia nè một cái xưởng nè, màu xanh nè, nhà hàng xóm nè, đây nhà nóc thái nè. Ở đây làm là chỉ rõ đường đi ha, giá bán thì công khai, không có giấu giếm bà con anh chị gì đây nha. Anh chị mình ráng cố gắng theo dõi cái video này ha, có sở hữu lô này thì anh chị mình ráng cố gắng ha. Tôi quay toàn cảnh rồi. Thì mình đang có mặt ngay vị trí bất động sản, mình giới thiệu anh chị cái lô đất ngay mí đây nè, ngay cái trụ xi măng này, kéo qua anh kia đúng 5m, đầu đích bằng nhau ha. Hậu 18m, diện tích 89m, pháp lý sổ hồng riêng, đất ở là 100%, đất mặt tiền đường đất 4m, chánh hướng đông, ranh rắp rõ ràng. Đây ranh nè, trụ xi măng kia ranh mà ta dòng bò gãi thôi. Anh chị nào sở hữu lô này thì kêu chủ ra đo ranh rắp rõ ràng lại ha. Rồi mình báo giá lô đất này, chủ bán 1.650 sẽ còn thương lượng ha. Anh chị có nhu cầu ngã ý về lô này thì liên hệ qua số điện thoại mình 0909511029 ha. Đây. Bỏ một căn nhà, bỏ thêm một cái lô đất 5m tới cái lô đất mình giới thiệu anh chị đây nha. Bên kia bỏ lô, bên kia nhà hàng xóm ha, chỉ rõ hết rồi, đất ranh rắp rõ ràng. Rồi mình xin nhắc lại cái lô này tọa lạc thuộc là ấp 1 xã Phước Vĩnh An, địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đất chánh hướng đông, đường thông hai hướng, một hướng sẽ thông ra đường Nguyễn Thị Lắng, một hướng thông ra ở đường 89 quán Hoa Sứ, ra Suối Lội, ra ở đường tỉnh lộ 2, ra ngõ tư Bù Đá, ra ủy ban xã Tân Phú Trung ha. Đây nhà hàng xóm, nóc bánh ú, cái view ở sau là tiếp giáp với cái cây trứng cá nè. Ở sau này là lô đất trống nha, mã màu thì không có, giá thì mình thấy cũng ok ha. Chức năng khu dân cư nha anh chị mình. Đây, đất nè. Rồi ngay cái lô đất là ngay cái ranh này nha bà con anh chị, ngay mấy này, qua đây lấy cái thước kéo qua đúng 5m, hậu 18m, đầu đích bằng nhau, trong sổ diện tích 89m, đất ở 87m ha. Thì tính ra là full thổ rồi. Lô này chức năng mà khu dân cư hiện hữu nha, bao bà con anh chị mình nha. Tiền nào thì của đó nha anh chị mình, có thổ cư thì giá khác, không thổ cư thì giá khác ha. Đây lô này là phù hợp cho bà con anh chị mình. Cái thứ nhất là ra công chứng xong sang tên đổi chủ là về xin giấy phép xây phà ha, không ngại cái gì nha anh chị mình. Đây dân cư ở là đông kín hết à. Rồi ngay cái lô đất cách ủy ban xã Phước Vĩnh An bán kính 3 cây và cách trung tâm thị trấn Củ Chi, bến xe Củ Chi 8 cây, cách cổng chào Tây Ninh đâu đó rơi vào là 25 cây,
cách cầu vượt An Sương 17 cây từ An Sương lên bệnh viện Sương Á mắc 12 cây di chuyển đây 5 cây 17 cây ha. Lô này thuộc là ấp 1 xã Phước Vĩnh An, địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mình mới lập cái kênh nhà đất trời Củ Chi, anh chị mình xem nhớ giúp mình cái ủng hộ ha. Là đăng ký kênh nè, nhấn cái hình tròn, nhấn cái chuông để cập nhật theo dõi những clip mới. Thì mình sẽ đăng được cái sản phẩm nào mới thì anh chị mình nhận được cái thông báo mới. Hoặc là anh chị mình chia sẻ video bạn bè người thân để cùng tham khảo về bất động sản Củ Chi giá rẻ ha. Đây, anh chị nào có nhà đất Củ Chi hoặc là các tỉnh có nhu cầu mà muốn bán nhanh bán lẹ thì ký gửi Zalo ha. Thì ngay cái lô đất này như là cách trường học mầm non nè, trường học cấp 1, trường học các cấp thì đâu đó bán kính thì cỡ 2 cây đổ về nha anh chị mình. Đất thì khu vực thì mã màu không có, ranh rắp thì ok ha. Dân cư thì ở đông đúc rồi. Đất thì tránh hướng đông. Lô này là chức năng khu dân cư hiện hữu. Anh chị mà nghe đi mua đất mà nghe chức năng mà khu dân cư hiện hữu mà chỉnh trang á, bao anh chị nha. Lô này cái nhất phù hợp cho bà con anh chị mình mua để làm của, thứ hai mua để làm nhà ha. Mua để của ăn của để, anh chị mình mua để sau này dành cho con cháu đồ nha anh chị mình. Đường thông thương ha. Đường này là xe là bờ 5 chỗ nè, 7 chỗ nè, sơ đồ đổ đất 5 khối di chuyển là vi vu ha. Đây. Thì đến đây mình tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại bà con anh chị đã quan tâm theo dõi những clip kế tiếp.